Thấy cụ ông ngã trên đường ray ở Nhật, thanh niên cứu nguy kịp thời dù biết có thể gặp rắc rối. Vừa qua, một đoạn camera ghi lại khoảnh khắc một cụ ông lớn tuổi chạy xe đạp không may bị ngã xuống đường ray tàu điện. Do tuổi cao sức yếu, cụ ông lại bị xe đạp đè lên người nên không thể ngồi dậy tránh khỏi đường ray. Rất may một người đàn ông đi xe ô tô đã chạy đến kéo cụ ông, xe đạp và đồ đạc vào bên trong. Chỉ vài giây sau, đoàn tàu đã chạy ngang qua với tốc độ rất nhanh. Nhiều người dân sau đó cũng đã chạy đến để hỏi thăm tình hình. Được biết sự việc xảy ra ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, người cứu ông cụ là một chàng trai Việt Nam. Trước tình huống nguy cấp thập tử nhất sinh, chàng trai Việt Nam đã không nghĩ nhiều đến những rắc rối có thể gặp phải, mà chạy đến cứu lấy cụ ông trong một tích tắc. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip đều cho rằng, khả năng cao chàng trai Việt Nam sẽ phải đối mặt với cảnh sát và có khả năng phải bồi thường cho ông cụ. Tuy nhiên, không ít người đã khẳng định, kể cả gặp rắc rối cũng sẽ không bỏ mặc người bị nạn mà không ra tay cứu giúp. Một số ý kiến được mọi người để lại. Nếu là mình thì mình cũng cứu, dù có lên đồn nhưng tâm không áy náy vì rõ ràng mình có khả năng cứu được họ mà. Người ta có thể coi ta là ngốc nhưng mà chỉ cần lương tâm ta không cắn rứt là được rồi. Lương tâm của một con người không cho phép bản thân nhìn người khác gặp nạn mà không ra tay tương trợ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.